Lần đầu tiên cao ơi thấy Mr. Việt làm mấy cái trò kiểu đáng yêu luôn đó bạn. Đó giờ toàn chơi kiểu lầy lầy lội lội luôn ạ. Đấy, khi mà phát hiện Camui đang quay này. Trời ơi, lại còn vẩy vẩy cái tay nữa. Xin chào các bạn, mình là Camui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với Camui TV này các bạn ơi. Và lại tiếp tục một buổi nữa. Nhưng không phải một buổi mà là những buổi Hero Team đi apply và đi chơi cùng với nhau các bạn ạ. Và hôm nay lần này chợ đi chơi là một ngày khá là đặc biệt các bạn ạ. Đó chính là Hero Team đi quay parody Đường Quyền Tình Yêu và một cái MV nữa của bạn Đạt Ca luôn các bạn ạ. Và thật sự là cái MV parody cực kỳ hài luôn nha các bạn. Và đây là có Timmy đang quay này. Trời. Đó, và đây là cái vali của Camui nha các bạn. Hiện tại thì đang nghe nhạc đây, là cái miệng của Camui đang nhấp theo nhạc đó các bạn. Nhé, để ta cầm tay trên lối về. Tình là tình anh đó, anh chỉ thương có mình em. Một chiều yên gió khẽ, môi lên bờ môi mềm, làm lòng lại sao xuyên nhớ thương em nhiều thêm. I love you so. Và các bạn ơi, hiện tại Hero Team đang nghe nhạc rất là vui luôn các bạn. Và Camui tìm được, trời ơi, Camui tìm được một cái quay ánh sáng đau lên mà chưa kể nhá các bạn. Nhìn này, trời ơi, teo. Lần đầu tiên cao ơi thấy Mr. Việt làm mấy cái trò kiểu đáng yêu luôn đó bạn. Đó giờ toàn chơi kiểu lầy lầy lội lội luôn ạ. Đấy, khi mà phát hiện Camui đang quay này. Trời ơi, lại còn vẩy vẩy cái tay con bé gấu bông là bé Bi của Mập các bạn ạ. Đáng yêu thật sự luôn đó bạn. Trời ơi, dễ thương cực hay, cực nhạc, nghe nhạc vừa quẩy cực kỳ hay luôn các bạn. Và Camui vừa tìm được cái góc nhìn mặt Camui khá là cute các bạn ạ. Nên là Camui quay thôi, không có gì hết trơn luôn á. Và lúc mà sau khi một thời gian quẩy xong thì các bạn, thì Hero Team cũng thấy khá là đói các bạn. Mà đói thì chúng ta sẽ làm gì? Tất nhiên là chúng ta đi ăn đúng không các bạn? Và hiện tại thì Camui đang ở một quán dim sum. Dim sum là một cái quán mà sủi cảo này, bánh bao này, nói chung là mấy cái đồ đấy như kiểu thế của bên Trung Quốc á. Và Hero Team thì lần nào cũng đi ăn dim sum luôn các bạn. Và đây là hội chị em. Hội chị em thì đến trước hội anh em, nên là mọi người đang đứng chờ ngoài chờ mọi người. À, lúc đấy là hội anh em đến rồi. Và đây là thì... Hello em. Nhưng mà em ơi, cái ghế này chị đang đứng, chị đang chuẩn bị ngồi á em. Sao cái ghế nó lại ba? Mày thấy đâu cái gì? Ủa hay ha. Hay ha. Tôi có sợ ai lấy ghế, ai thấy tôi đi lấy ghế ở bàn khác đâu. Nhưng mà vấn đề là Camui đang ngồi, đang đứng ở cái đấy. Bé Simmy kiểu bé rất là dễ thương, cứ tê bé kéo ghế ra một phát bé ngồi bịch xuống phát, kết quả Camui mất ghế luôn. Nhưng mà không sao Simmy ạ. Em nghĩ chị sợ, chị không sợ đâu. Chị sẽ đi sang và chị lấy cái ghế khác luôn liền nè. Và đó, và đây là nguyên nhân là Camui đang ngồi đó các bạn ơi. Đó, và thật sự là để mà có thể ngồi yên vị thì rất là khó. Em nha. Dạ. Trời ơi, và cái anh chủ tiệm bà dim sum này rất là dễ thương luôn các bạn. Kiểu anh ấy rất là nhiệt tình, gọi đồ, đưa đồ. Có thể có một phần cũng là do team của team Hero Team các bạn đến rất là đông, nên là anh ấy cũng phải take care khá là nhiều. Tại vì lên bao nhiêu hết bấy nhiêu, kiểu chắc anh ấy cũng đổ mồ hôi khá là nhiều các bạn. Và hiện tại thì Camui đang ăn sủi cảo thì phải. Ăn vị ở đây thì Camui cảm giác nó cũng khá là ngon các bạn ạ. Nó cũng không đến nỗi nào đâu. Và đây là buffet dim sum, nên là chúng ta gọi bao nhiêu ăn bấy nhiêu, gọi bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chứ chúng ta không cần lo về giá. Hình như chọn gói ở đây là 200.000 hay sao, Camui cũng quên mất tiêu rồi. Nói chung là Camui lúc đấy thì Camui chỉ biết là ăn thôi, không cần biết là cái gì khác đâu. Đó, và hiện tại thì Camui đang ăn thử, và sau đó Camui cũng ăn thử cả các món khác nữa. Và sau đó thì Camui hình như còn gắp thêm cả từ chờ xíu để đến đấy. Hình như là miếng mà Sammy đang gắp đúng không ta? À không, miếng khác các bạn. Miếng này hình như là kiểu miếng nem, nhưng mà cái cuộn cái nhân của sủi cảo các bạn. Và khi mà ăn thì cũng thấy nó khá là bình thường, cũng như các món khác thôi á, nó cũng không có vấn đề gì cả. Và đây để Camui cho các bạn biết nha, cái này á là sau khi ăn một hồi thì cái món này lên, và Camui cứ nghĩ rằng một cái dim sum màu xanh này các bạn ơi, màu xanh này thì Camui nghĩ nếu mà không phải là vị cốm thì cũng là một cái vị gì đó kiểu là lá nếp với các bạn, hoặc là lá thơm, tức là lá dứa. Nhưng mà không các bạn, lúc Camui ăn thì vị nó cũng như cái màu trắng là chả khác gì. Đó, rồi sau khi đây, và sau khi mọi người ăn một hồi thì nước đâu? Chúng tôi cần nước mọi người ơi, tôi không thấy nước. Alo. À,
ăn cái này các bạn ơi, chúng ta phải cũng phải một phần vừa ăn vừa uống nước ấy các bạn. Nếu mà không có nước ấy thì ăn cảm giác nó rất là khô họng, mà chưa kể trước khi đi quên không mang nước á, còn bây giờ thì có nước rồi các bạn. Và các bạn nhìn thấy gì không? Đó chính là bánh bao kim sa các bạn ơi. Trước đấy thì Ca Mui cứ nghĩ là ôi bánh bao kim sa, Ca Mui nhìn trên mạng á thì nó cứ kiểu nhân nó màu trắng, màu đâu màu nhân không phải màu trắng mà là màu vàng, nhìn khá là ngon các bạn. Nhưng mà lúc mà Ca Mui bóp ra thì Ca Mui dùng một tay quay và một tay để kiểu để lấy nhân ra, nên là khá là khó để có thể được lấy. Thì Ca Mui nhớ là cái nhân này chắc là ngon, nên Ca Mui nếm thử có gì đặc biệt không ta, thôi làm lại một. Kết quả ăn thấy bình thường à, chả có gì hết trơn á. Ca Mui cứ nghĩ là nó phải ngon, nó phải thơm mùi trứng hoặc là phô mai hoặc cái gì đấy. Nhưng không các bạn à. À đâu, nó có thơm mùi trứng nha. Và đây 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 các bạn ơi, bình thường người ta các bạn à, bình thường hội con gái chúng ta sẽ có một đặc tính đó chính là gì? Ê mọi người ơi, đi vệ sinh không? Đó, thì là hội con gái sẽ đi đúng không? Nhưng không các bạn ơi, hero team nó lạ lắm. Con trai sẽ là ê mọi người ơi, đi vệ sinh không? Thế là cả lũ con trai đứng lên hết luôn. Và bây giờ chỉ còn mỗi chị hội chị em phụ nữ chúng tôi ngồi ở bàn thôi. Hội anh em đi nhà vệ sinh hết rồi. Cái này tôi khó hiểu thật sự nha. Trong khi bình thường rõ ràng Ca Mui nhớ là hội anh em sẽ là ai đi vệ sinh thì người đấy đi thôi, sẽ không nghĩ sẽ không, hoặc là cùng lắm thì hiếm đấy ha, hiếm khi có lần nào mới đi vệ sinh chung. Nhưng mà cái team hero team này nó lạ quá à. Tôi lạ quá, lạ thật sự luôn á. Mà sau một hồi thì ăn no rồi đúng không các bạn, thì chúng ta sẽ đi mua sắm. Đây là một cái một hầm local brand, tức là hầm đồ cái hãng á. Và các bạn ơi, các bạn hãy nhìn kỹ cái quần này của Rô đi, tẹo nữa chúng ta sẽ ăn đâu. Anh nói sao anh sẽ cùng em nữa hả? Chị ăn đúng rồi. Xé quần của Simi ra để mặc luôn. À không, Siro xé quần của Simi ra cho một cho vịt một cho rô. Các bạn có hiểu cái câu nói đấy của Ca Mui không? Thì cũng như các bạn biết, bạn làm mà theo dõi Hero Team này, hoặc là mà bạn nào mà gì ta, hoặc là bạn nào đã xem những bức ảnh của Hero Team đăng lên, thì các bạn cũng có thấy là Mr. Vịt và Siro là mặc đồ chung đúng không? Và đây đây đây, đây chính là cái quần chung đó. Nhưng mà tiêu cá mất tiêu rồi. Còn đây các bạn à, tôi không tin nổi á ba, đây là cái hình ảnh Hero Team đưa đồ cho Ca Mui giữ hộ. Tại vì Ca Mui cũng khá là lười mua sắm, mà những cái đồ ở đây Ca Mui nhìn cũng không hợp mắt Ca Mui lắm á, kiểu cảm giác nó không hợp với Ca Mui, nên là Ca Mui cũng không có sắm gì. Và các bạn thấy không, đó cái túi màu đỏ này, túi màu xanh này, có lại đủ thể loại túi ở trên người Ca Mui các bạn. Đó chính là mọi người nhờ Ca Mui giữ hộ đó các bạn ơi. Tôi mọi người ơi. Đó có cả màu xám kia đúng không ta? Hình như có màu xám, à đâu, màu hồng của Timmy, màu vàng của Vịt, màu xanh của Ca Mui, xanh dương của Phong. Còn đây là Rô này các bạn ơi. Nén, cậu ta còn làm trò vào đây. Mr. Vịt đầu kia đó, các bạn thấy quần đôi chưa? Các bạn thấy quần giống nhau chưa? Quần giống nhau chưa? Và cái này thì Ca Mui nghe nói là Mr. Vịt mua trước, sau đó Rô thấy ơi anh ơi, anh mua cái quần này ở đâu thế? Thế là Mr. Rô cũng nhảy vào mua. Nhưng mà sau đó thì chả hiểu sao hai đồng chí quyết định cái quần mới tinh mặc luôn các bạn ơi, mặc luôn. Trời ơi, chắc là hai đồng chí này cũng khá là thích cái quần đấy. Còn đây là Timmy và Ca Mui các bạn. Timmy thì lúc này đã cầm hộ đồ giúp Ca Mui rồi các bạn. Còn đây là trời ơi đứng cạnh nhau nè, đang lúc này thì đang chờ Grab để đi về các bạn à. Nên là chờ hai người đứng chung với nhau là Ca Mui đã quay được rồi. Và đây là hội chị em của tôi này, hội chị em tôi cũng đang quay nha. Trời ơi, các chị em tôi đúng là chị em tôi các bạn ạ. Còn đây là đến ngày sáng ngày hôm sau rồi các bạn ơi. Và cũng vào cái khoảng thời gian này vẫn là 4 hoặc là 5 giờ gì đấy, Hero Team đi ra xe để có thể đi đến cái vị trí để quay MV Parody Đừng Quên Tình Yêu các bạn ạ. Và cái parody này thì cũng khá sắp ra rồi nha các bạn. Khoảng ngày 28 tháng 11 thôi là ra thôi. Nên là các bạn ơi, nếu các bạn hãy nghe cái bài này đi, và sau đó thì các bạn hãy hóng chờ bản parody của Hero Team nha. Tại vì cực kỳ lầy lội luôn. Và các bạn thấy không, vẫn là cái ban đêm, vẫn là ban đêm với chị em anh em tôi các bạn à. Và vẫn là cái cổng này các bạn. Rồi ok, và sau một hồi đi xe có khoảng tiếng đến tiếng rưỡi thì Hero Team đã đến nơi rồi các bạn à. Và đây là cái vị trí để có thể để chuẩn bị make up này, cũng như là hoặc là thay quần áo gì đó để thay cho cái parody đấy. À đâu, đến địa điểm parody. Và đây các bạn có thấy người là quen thuộc không? Đây chính là người hát cái bài Đừng Quên Tình Yêu là Đạt Ca đó các bạn. Lúc này thì Đạt Ca đang xàm cái gì ta? À bảo mọi người là Hero Team là có muốn quay một cái video TikTok
TikTok là đó chính là đạt ca sẽ tạo một cái gì đó kiểu nói đạo lý là mọi người phải nghe theo chỉ tạo nghe theo hướng dẫn của đạo diễn mà mọi người không nghe theo, rồi mọi người không để ý kịch bản gì đấy. Nói chung là nghe đâu hết cả đầu mà nghe cái kịch bản nó quê lắm, nên là hình như là sau đó cũng chả ai quay nữa hay sao hoặc là không có thời gian để quay luôn các bạn, tại vì cũng phải chuẩn bị này và khá là nhiều các bạn. Rồi ok, và đây là Camui. Camui không biết đâu, tại hay là chân Camui ngắn hay là như thế nào mà Camui ngồi trên cái ghế cả đâu, cái này không phải ghế, cái này là gọi là ghế xích đu. Ghế xích đu Camui có thể vung vẩy này, trời ơi Camui thầy ngồi thích lắm luôn á. Ok và các bạn ơi, và video của mình đến đây là kết thúc giờ này. Nếu các bạn muốn Camui tiếp tục đăng những cái thước phim về việc đi quay cũng như đi apply và đi chơi của Hero Team nữa thì các bạn hãy cho Camui 4.000 like thì Camui sẽ tiếp tục ra video là ngày thứ hai nha các bạn. Và tất nhiên là cái video tiếp theo thì sẽ đăng về gọi là bật mí về parody cực kỳ nhiều luôn nha các bạn. Ok và hẹn gặp lại các bạn lần sau nha, bye bye, rất là nhiều, bye bye.